đậu mắm tôm hả? Dạ. Cho gà rán kế vô được không? Cho gà rán kế vô được không? Gà rán chấm mắm thơm. Gà rán chấm mắm thơm. Mời nhà trai. Hai. Xin mời nhà gái. Mời bạn gái ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Giới thiệu. Anh nói tiếng Việt. Anh nói tiếng Việt đi. Thôi. Where you from? Không biết tiếng Anh. Không biết tiếng Anh. Anh là người nước nào? Em là người Hàn Quốc. À, người Hàn Quốc đó hả? Vâng. Anh nhớ sao vô? À, Sarangé. Vâng. Hồi nói tiếng Việt đi. Em tên là gì? À, xin chào. Mình tên là Yu Gang Sin. Tên tiếng Việt của mình là Lưu Giang Tân. Lưu Giang Tân. Vâng. Ai đặt cho Sin cái đó? Phiên dịch tiếng Việt thôi. À. Ai Tân bao nhiêu sinh năm mấy? Mình sinh là 1980. 80. Vâng. Tân từ Hàn Quốc qua Việt Nam lâu chưa? Em sang Việt Nam được 4 năm rồi. Tân làm công việc gì ở Việt Nam? À, em làm giám đốc của công ty Barumbina, kinh doanh nhân quyền thương hiệu gà rán. Nhượng quyền thương hiệu gà rán. Bên tôi là chú rể người Hàn Quốc nha. Giúp tôi được gặp mọi người. Đó. Nhà trai tôi sơ sơ vậy đó, nhà gái. Nghe nhà trai nói chuyện mà bên đây hồi hộp quá. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào trân trọng nhất đến chú MC Quyền Linh và cô Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào anh bên kia ạ. Con tên là Trần Tú Uyên ạ. Con năm nay 22 tuổi ạ. Con là sinh viên năm cuối, hiện tại là con cũng có kinh doanh quán ăn ạ. Sinh viên mà kinh doanh quán ăn ha, giỏi vậy. Con học về gì? Con học về tâm lý học ạ. Kinh doanh gì Tú Uyên? Kinh doanh món gì? Dạ bún đậu ạ. Bún đậu mắm tôm hả? Dạ. Cho gà rán kế vô được không? Cho gà rán kế vô được không? Dạ được ạ. Được, chứ gà rán mà đưa bún đậu mắm tôm vô thì nó sai sai sao ha. Mình chuyển qua một ít gà rán vào đó được á. Gà rán chấm mắm tôm. Gà rán chấm mắm tôm. Là con quán của con là ở đâu? Ở Hà Nội ạ. À, tức là con từ Hà Nội con vào đây con ghi hình. Dạ vâng, đúng rồi. Tân ở đâu? Em cũng sống ở Hà Nội. Cũng ở Hà Nội luôn hả? Vâng. Tân có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là không giận. Không giận? À. Luôn luôn không giận. Cỡ nào cũng không giận hết? Vâng, không giận và em thiền mỗi ngày. Cười mỗi ngày? Thiền. Hả? Thiền. Trời ơi. Mai cho con về để học một khóa tiếng Hàn Quốc để nói chuyện tiếng Hàn luôn á. Làm thiền thì không giận được. Không giận được, đúng rồi. Bên tôi vậy đó, nhà gái, nghe chưa? Chưa nghe được khuyết điểm nha. Khuyết điểm tiếng Hàn Quốc là gì? Thanh trầm. Thanh trầm. Thanh trầm. À. Là gì? Là khuyết điểm á. Mà khuyết điểm là gì? Cái gì? Thanh trầm. Handsome. Ủa là gì? Handsome là đẹp trai đó. Annyeonghaseyo. Handsome là đẹp trai đó, không lẽ ông nói khuyết điểm của ông là đẹp trai? Thì đó, thì ông nói gì đó? Phải không? Đúng không? Không phải là handsome, thanh trầm. Thanh trầm. Thanh trầm. Là gì vậy? Thanh trầm. À, là khuyết điểm hả? Là khuyết điểm là gì? Thanh trầm là làm việc nhiều nên không có thời gian, là thanh trầm. À, khuyết điểm không có thời gian. Thường những người mà làm việc nhiều và không có thời gian thì chỉ phù hợp với những người con gái đã từng trải. Bởi vì những người đó thì họ sẽ không cần quá nhiều thời gian để yêu đương. Về bánh đi, về bánh đi. Tôi đang làm mai làm mối tính hốt trước hả? Ủa, chỉ đưa ra quan điểm thôi. Quan điểm cái gì? Chúc sẽ qua tư vấn sau. Cô gái ta mới 22 tuổi ta chưa nói gì qua dành mối người ta rồi. Không có cửa không gì hả? Có thời gian yêu đương nhiều đâu. Có thời gian không? Có ít rồi. Có thấy chưa? 22 tuổi, sinh viên năm cuối, lên đây ngồi sớm quá vậy. Con cũng có trải qua những cái chuyện tình cảm nó không được may mắn. Và mình cũng từng quen những người
trưởng thành hơn mình rất nhiều. Cũng hơi buồn đúng không? Giờ mình kiếm mối tình bắt vai để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Không có mấy mối tình rồi? Dạ một ạ. Quen mấy năm? Dạ gần một năm rồi. Quá trời thằng chồng rồi. Quá trời quá đất thằng chồng rồi. Quen mới có một năm mà sao mà buồn dữ vậy? Người ấy nói dối ạ. Anh nói dối là chia tay luôn hả? Nói dối chuyện không chấp nhận được. Anh nói anh chưa có người yêu hả? Lằng nhằng ạ. Thật sự là anh có người yêu rồi đúng không? Tệ hơn nữa. Tệ hơn nữa hả? Vậy anh có vợ rồi hả? Trời ơi, thôi không được rồi. Có vợ chưa? Chưa. Có người yêu chưa? Ừ, ngày xưa có, nhưng bây giờ không có. Nhưng mà không có nói dối nha. Em nói thật. Nói thật hả? Nói thật hay nói thật? Nói thật. À, nói thật. Rõ rồi đó. Bên đây không có nói dối. Nói thật, rất là hiền, không có giận, cười suốt ngày, ăn gà rán cười hoài vậy đó. Được chưa? Hả? Được ha. Bây giờ nè, nhu cầu con có bạn trai như thế nào là con nói cô lại nghe coi. Con muốn tìm một người trưởng thành, có ý chí cầu tiến trong công việc. Quan trọng nhất là người đấy phải chân thành. Bên kia là CEO. Trời, đây ta giám đốc công ty gà rán rồi. Một chuỗi nhà hàng gà rán nè, rồi lớn tuổi hơn con rất là nhiều, nên về độ chín chắn và trưởng thành chắc chắn có rồi. Không gia trưởng, không áp đặt những cái điều người ta muốn lên mình ấy. Hiểu không? Gia trưởng á. Gia trưởng. Tân có gia trưởng không? Không. Không hả? Vâng. Có làm phụ nữ buồn không? Hôm qua đây nói hôm qua con nói đi chú khó quá. Để người phụ nữ trưởng thành người ta nói đổi, chuyện đổi người. Xin lỗi à. Tôi qua đây tôi nói tiếng Việt cho khỏe, tôi mệt quá. Chú nghỉ ngơi chút xíu ơi. Hồi đó giờ có làm cho phụ nữ buồn không? Không. Không có hả? Vậy chứ sao chia tay? Em sang Việt Nam. Lúc đó lại em có bạn gái Hàn Quốc. Nhưng mà em muốn sống ở Việt Nam mãi mãi. Nhưng mà bạn gái suy nghĩ khác. Bạn gái không chịu về Việt Nam. Vâng. Cho nên là chia tay. Vâng. Nó không làm gì cho người ta buồn hết. Vâng. À. Ngon lành. Dù người đàn ông rất là nhiều tiền, bởi công việc họ rất nhiều, họ kiếm ra tiền nhiều lắm, nhưng ít dành thời gian ít cho gia đình. Và một người đàn ông luôn luôn dành thời gian cho gia đình mà ta ít tiền, con chọn người đàn ông nào? Con thì không cần nhiều quan tâm bởi vì con có công việc của mình. Nên là ít quan tâm cũng được, nhưng mà nó tức là ở cái mức gọi là chấp nhận được. Chứ đừng có để bỏ mình. Nghĩa là con chọn người có tiền mà ít quan tâm đúng không? Hợp lý mà. Bên đó chắc có tiền rồi đó. Nên tiền thì có rồi. Thời gian quan tâm thì hạn chế. Nhưng mà sẽ khắc phục được. Rồi. Nếu mà yêu nhau là khắc phục được thôi. Rồi, thôi được rồi. Thôi để mình gặp người thân đi. Mà mình chưa hỏi người ta mong muốn ta có bạn gái như thế nào. À, nói đi. Anh có cái mong muốn về người yêu như thế nào? Em muốn người yêu là thông minh và hiền. Thông minh và hiền hả? Rồi gì nữa? Xinh đẹp không? Cần được cắt tóc. Cần được cắt tóc. Cô gái bên kia rất là xinh xắn, rất là thông minh. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Anh đi với đồng nghiệp đó đúng không? Vâng. Dạ em chào anh Linh. Em chào chị Lan. Chào anh chị trong trường quay ạ. À, em là em gái của anh Tân. Em gái người Việt Nam vậy? Gái kết nghĩa. Cái chị gái bên đây là chị cũng hiền, dễ thương. À, hy vọng các anh chị cho nhau cơ hội để tụi em có dịp đi Hàn Quốc để ăn đám cưới. Dạ, em xin cảm ơn. Và đám cưới bên Hàn Quốc đó đúng không? Anh Tân á, anh họ, anh kết nghĩa với em á, anh cũng đẹp trai nè, cũng giỏi nè, trong công ty cũng có nhiều nhân viên xinh đẹp nè, sao tụi em làm mai mà những cô gái Hàn Quốc cũng xinh đẹp mà sao anh có người yêu mà phải lên bạn mối hẹn hò vậy em? À, dạ chắc cái chưa có duyên á anh. Anh có nhiều người theo đuổi không? Dạ cũng có ạ. Anh có theo đuổi ai trong công ty không? Dạ không. Anh ở Hà Nội nhiều hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều? Dạ ở Hà Nội nhiều ạ. Hà Nội nhiều. Dạ. À vậy thì hợp với cô này. Rồi cảm ơn em. Cô gái đi với ai cưng? Dạ con đi với bố ạ. À rồi con xin chào chú. Nhà gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin dạ. Chào quý khán giả trong trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là Trần Đức Long, là bố đẻ của Trần Tú Uyên. Mình nhận xét về phía bạn quốc tịch Hàn Quốc này thì theo tôi thấy bạn cũng rất là chín chắn, thành thật và có cái hòa đồng với cái vui vẻ. Còn về cái chuyện về đi sâu sắc về cái vấn đề tình cảm thì theo tôi nghĩ thì là để hai bạn trẻ bạn sẽ tự tiến tới. Bởi vì theo tôi nghĩ về cái vấn đề tình cảm về tình yêu ấy, thì nó cũng không phân biệt tuổi tác đâu, cũng không phân biệt về ngôn ngữ, kể cả là biên giới. Đấy, cho nên xin phép là để dành cái vấn đề tình cảm đấy cho hai bạn. Đấy, tự tìm hiểu lẫn nhau. Đấy. Trời, cảm ơn anh. Thôi,
để ngôn ngữ tình yêu họ sẽ trò chuyện với nhau nhé. Mở rào thôi. Đúng rồi. Mở rào. Tân bắt đầu đi nha. Nói gì đi Tân. Ở dưới có phiên dịch, nếu không có gì hiểu á thì Tú Uyên cứ hỏi nha. Nếu mà mình làm quen với nhau thì đi du lịch Hàn Quốc, nên anh đã chuẩn bị cái này. Em có món quà tặng, đấy là một cuốn sách mà em rất là yêu thích nha. Và trong đấy là có một bài thơ em gửi riêng tặng anh, hy vọng là mỗi khi anh đọc đến thì anh sẽ nhớ đến em. Anh cảm ơn em. Anh muốn đọc sách này thì anh sẽ cố gắng học tiếng Việt nữa. Thử vị trí ngồi đi Tân. Em ăn thử. Anh ăn. Ăn gì? Anh ăn. Không nóng nhưng mà cũng giòn. Thiếu tương ớt tương cà. Có này mà chưa chấm. Có này mà chưa chấm. Hát bài tiếng Hàn Quốc nghe. Hát bài trước đi, giao lưu âm nhạc. Ngày đầu tiên cùng nhau sống xuống đây, cùng mình về phía trước cảm thấy mãi không giờ. Và cơn tư môn thì cả to rồi. Rồi hát bài trên đàng hoàng chứ bộ. Thú Nguyên. À dạ vâng ạ. Em xin gửi tặng anh bài Người Tình Mùa Đông ạ. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây sáng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Hay quá. Nói chung là Tân hát cũng hay nha. Hai cặp này đi hát là hợp nhau lắm rồi đó. Rồi, bây giờ Tân thấy cô gái đó như thế nào? Em thấy em gái xinh và thái hiền. Nhưng mà em nói thôi nha, em gái rất trẻ thì em lo lắng cái đó. Lo lắng là lo lắng cái gì? Lo lắng là... Em già hơn nhiều. Hả? Em già. Em già hơn nhiều. Ta lo lắng gì sao đó Tú Uyên? Con thấy đấy không phải vấn đề lớn, bởi vì trước đây con quen người hơn con hơn 15 tuổi. Đó. Trời ơi. Hồi nãy ba Uyên nói tình yêu không có tính chuyện tuổi tác. Đó. Không có sao hết, không có già đâu. Đó. Tân còn trẻ, đẹp trai lắm. Trong cái này. Già đây mới già nè. Đây mới già nè. Nha, không có lo lắng gì nha. Được. Bây giờ nè, Tú Uyên thấy Tân sao? Con thấy anh ấy trẻ hơn so với tuổi, dễ thương, anh ấy cũng là rất là thành công, chín chắn và trưởng thành. Người ta thích cái tuổi này chững chạc đó Tân. Bây giờ Tân nói đi, thí dụ quen nhau mình hẹn hò sao, nói cho cô đó biết đi. Mình có thời gian hẹn hò không? Một tuần mình dành ra mấy ngày để hẹn hò? Em xúc được không? Ý chuyện này mệt bọn này, đẹp thứ hai gì nhỉ của em? À, hiện tại thì em hối bận nên một tuần một lần được, nhưng mà sau này công ty em sẽ phát triển hơn nên em sẽ có thời gian được. Bây giờ đầu tiên một tuần một lần đúng không? Vâng. Sau này có thời gian em giao công việc cho em gái. Vâng. Em có thời gian nhiều hơn thì đi chơi nhiều hơn đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi được không, một tuần lần được không? Được ha. Sau này em sẽ làm nhân quyền bún đậu mắm tôm được. Nhân quyền bún đậu mắm tôm ở Hàn Quốc thì được. Hàn Quốc thì hơi khó, tại vì bún đậu mắm tôm là cái món của Việt Nam rồi. Em thích bún đậu mắm tôm nhưng mà đa số người Hàn Quốc không chịu được mùi mắm. Không ăn nước mắm là khó. Bún đậu mắm tôm Uyên Tân chẳng hạn, mình nhượng quyền chẳng hạn. Được cái đó, ý tưởng làm giàu, cả hai cùng giàu đó. Bây giờ thí dụ em có cảm tình với Uyên nè, tìm hiểu nè, được khoảng chừng nào thì
em sẽ kết hôn, nói cho cô ấy biết đi. Hai người gặp nhiều lần rồi thì sẽ tìm hiểu với nhau và sau đó nói chuyện về kết hôn ạ. Là tốt hơn. Em suy nghĩ như thế. Tuần cho người ta có một lần mà đòi gặp nhiều lên đi. Vậy là nhờ em gái coi công việc giùm để cho anh Tân anh gặp người yêu nhiều chút xíu ha. Tân có hỏi gì Quyên hỏi đi. Em hỏi hồi hộp. Hồi hộp hả? Ừ. Bây giờ không suy nghĩ được. Không suy nghĩ được hả? Đứng lên. Đứng đây. Lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Thấy con tim mình có rung động gì không? Nói với Quyên đi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy hồi hộp rung. Em rung lắm hả? Thấy bàn tay của Tân nắm ấm áp không? Có. Tân thấy cô gái này có hợp gì với Tân không? Vâng, em thấy hiền và thông minh. Hả? Em hiền và thông minh. Hiền và thông minh? Vâng. Hiền và thông minh. Em thấy như thế. Tân muốn nói gì với Quyên, Tân nói đi. Sau này, anh muốn gặp nhiều lần và anh muốn tìm hiểu em và làm quen. Em cũng muốn là được gặp nữa nhiều hơn và được tìm hiểu anh. Về vị trí thôi. Tân có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa? Có rồi hả? Rồi đến 1, 2, 3. Mình thích cô gái ấy thì mình bấm liền nha. Vâng. Không thích thì không cần bấm nha Tân nha. Vâng. Quyên cũng vậy. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Chuẩn bị. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Nào, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó. Như tiếng Hàn Quốc là gì? Hôm nay gặp lần đầu tiên. Hôm là popo. Hả? Popo. Popo. Ok, popo. Dễ thương quá. Thương đó. Hai bạn rất là đẹp đôi. Ừ. Biết đâu mối tình Việt Nam Hàn Quốc sẽ bền vững phát triển mãi mãi thì sao? Mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Rồi ngồi đi em. Dạ, hâm mộ anh quá nhiều, nay cùng quê em mừng quá. Cùng quê luôn hả? Dạ. Trời đất ơi, Tiền Giang hả? Dạ, mừng quá anh. Trời ơi, mừng quá. Ôm cái coi nào. Mừng quá. Trời ơi. Bây giờ để coi nhà gái giới thiệu đâu dạ. Đến coi như thế nào nha. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ, chào mọi người, em tên là Trang Mỹ Yên, 33 tuổi, hiện tại em là một nhân viên văn phòng ở quận 7, Hồ Chí Minh ạ. À, quê ở đâu Yên? Dạ, anh Đường Linh ơi, em quê ở Cà Mau ạ. Ai nói Cà Mau xa lắm. Cuối cùng bạn đồ Việt Nam à, dễ thương, nó thân quen quá đúng không? Dạ đúng rồi, em mê miền Tây lắm. Mình giới thiệu cho nhà gái nghe đi em. Dạ em tên là Dương Quốc Trung, em sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý. Em đang chạy Grab Food, nhưng mà trước đây em là bán thực phẩm chức năng. Em hôm nay em biết đến với chương trình này, em mong muốn tìm một người bạn gái để thổi cái nguồn đam mê của em. Tại vì em cái nghề thực phẩm chức năng của em là cần cái đam mê. Em là người có ý tưởng, nhưng mà cái em cần cái người để mà truyền tải cái năng lượng tích cực của em đi với mọi người. Em mong muốn cho mọi người có năng lượng tích cực. Em đến với chương trình mong người tìm được người vợ thứ nhất là có tính từ bi, bác ái, muốn giúp đỡ mọi người để thực hiện ước mơ của em, để cho mọi người có sức khỏe, có người năng lượng tích cực. Em xin hết. Dễ thương quá. Dạ. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em là cũng tính cũng vui vẻ, hòa đồng, thích nghi hoàn cảnh tốt. Cái điểm yếu lớn nhất của em là em hay quên. Bên đây có quên không? Dạ, em có ưu điểm là em nhớ dài lắm. Chuyện gì 10 năm em cũng nhớ. Hay vậy ta? Dạ, tại đó là ưu điểm lớn nhất dạ, đó. Dạ, em nói tiếng Anh, cái trí nhớ em, giờ em học mười mấy năm tiếng Anh em cũng còn nhớ. Giờ thầy làm tràng tiếng Anh chào nhà gái tôi coi. Hello, now I'm really happy. I want to find a girl that's active. I like she active. I very active. I want to help everybody to healthy. Yeah, I like walking. I like run very much. I run every day.
I want everybody to run, to help. I run about 6 kilometers. Trời, nói tiếng Anh. I was born in Tiền Giang. Yeah, I love Tiền Giang very much. I love everybody. Yeah. Thank you. Nhà gái hiểu không? Nhà gái hiểu không? Nói là mình đang hiểu hết luôn á. Trình độ bên đây cũng cỡ cỡ bên đó đó nên hiểu lắm. Bên đó có nói tiếng Anh được như bên đây không? Dạ, cái đó em thua rồi anh à. Thua hả? Có gì dạ. Vậy anh dạy cho em. Đó, thấy giờ chưa? Rồi, em có khuyết điểm gì không Trung? Dạ, em có khuyết điểm là em dễ tin người. Dễ tin người. Em dễ bị tác động. Dễ bị tác động người khác á. Thành ra em sửa được cái khuyết điểm đó. Với thứ hai em tự ti. Thì bây giờ em sửa được cái tự ti là em suy nghĩ bây giờ mình sống cuộc đời này là mình giúp đỡ được cái người đó, trao cái giá trị người đó, chứ không phải là mình có xe hơi, nhà lầu. Sau khi em đọc được cuốn sách là Triệu Phú Thức Tỉnh nói là khi mà bạn đã trao giá trị gì cho mọi người, thí dụ anh Nguyệt Linh đang trao giá trị cho mọi người, đang giúp cho mọi người có được cái yêu thương, có một mảnh ghép của cuộc đời với nhau, thì đó là cái giá trị tuyệt vời của anh Linh đã mang đến cho mọi người. Trước đây em không biết chương trình, em không biết tại sao, làm sao đi để tham gia được chương trình. Em cứ nói là biết ơn chương trình, biết ơn chương trình, biết ơn anh Nguyệt Linh. Em cứ nói liên tục câu đó để ngày hôm nay em có mặt lên đây. Ơi nhà gái ơi. Dạ. Cho tôi biết bên đó đường tình duyên sao? Dạ, tôi anh là cái đường của em nó cũng bằng phẳng lắm anh. Bằng phẳng là sao cơ? Dạ, nguyên cái đoạn đường của mình anh em đi à. Dạ, nguyên cái đoạn đường của mình anh em đi à. Không ai cản trở em hết hả? Dạ đúng rồi, không còn ai cản trở hết trơn á. Ui, sao khó lắm mà sao rồi? Mà mình có cờ rút ai không? Mình có thích ai không? Tại vì có mình nên đi trên đường đâu thấy ai đi từ hết rồi. Không thấy ai luôn hả? Dạ. Lại trong văn phòng em không có chàng trai nào em gái. Dạ, anh hả? Trời ơi xinh đẹp sao không có người yêu trời. Dạ nhiều khi nó do duyên do số luôn không anh. Không phải duyên mà vấn đề tại mình không thích rồi thôi. Hay mình khó quá. Em cũng không có khó, dễ lắm anh. Có ai của em chưa? Dạ có rồi. Em không chịu hả? Dạ. Dạ. Nó là cũng có đó. Khó đó, cái đó là đường khó mình đi đó. Là mình cũng có người đứng bên lề đường. Vậy là yêu. Nhiều người cua lắm nè. Em thích người yêu sao? Vui hay buồn, mặc cho quạo? Dạ thì nói chung là vui cả anh Quyền Linh là được rồi. Anh vui lắm hả? Dạ. Cành bà đó vui dữ lắm ạ. Anh này vui hơn luôn á. Dạ. Rồi để anh coi hỏi em đây coi tình duyên sao. Tình duyên bên đó coi bộ trắc trở rồi nha. Dạ thật sao? Tình duyên sao là Trung? Thì thứ nhất là người ta cũng yêu thương em. Nhưng mà tại vì em không em có không yêu thương người ta hả? Không phải, em không có chính kiến. Tại vì người ta nói là người kia nghèo ha, người kia vậy, cái em không có suy nghĩ mình cái tiêu chuẩn mình nó như thế, tại sao mình không giữ cái lập trường của mình vậy? Sau này em suy nghĩ là em đã 39 tuổi rồi, em mới suy nghĩ về cái người nào mà giúp mình thổi cái đam mê của mình là được rồi. Xấu đẹp nhào nghèo kệ nó, không quan trọng đúng không? Không quan trọng. Thì có nghĩa là em có nhiều mối tình lắm hả? Dạ có, em lúc mấy anh mối, khoảng mấy mối. Nếu mà lúc đi học á, lúc mà em học tiếng Anh á là nhiều cô gái thương em lắm, nhưng mà tại lúc đó em suy nghĩ là nếu mà mình chưa chắc người ta lỡ mình ta mang bầu, người ta mang tội, cái em không dám làm gì mình ta mang bầu. Thì cái vụ mà yêu đương thì phải có cái chiếc ngục ABC sau cùng. ABCD gì, chưa yêu người ta chưa gì mình để người ta mang bầu. Tại người ta thương mình quá mà biết sao thương thì mình phải thương người ta mới để người ta mang bầu chứ. Chứ người ta như nè, người ta rủ em tới nhà phòng em là người ta biết người ta có ý với mình rồi. Ai rủ em tới phòng? Ai rủ về phòng? Tại cái người bạn gái học chung tiếng Anh đó. Rủ về phòng luôn hả? Rủ về nhưng mà rủ phòng chứ ta đâu kêu mình làm gì đâu. Thì ta nói về nhà phòng của Trung chơi. Mình sợ mình chưa chắc thương người ta rồi mình lễ người ta mang bầu mình mang tội, cái mà không dám làm. Em đừng có làm gì thì sao người ta có bầu mà em mang tội? Tự nhiên tại vì ta rủ vậy về nhà chơi cái mang bầu. Tại vì cái máu em nó cái máu gì? Em thật ra em rất là tình cảm, rất là đa tình. Cái cô dám làm gì chưa? Dạ chưa làm. Không mấy cái bầu chưa nào chưa? Chưa. Sau này em lên Sài Gòn em đi học cũng có nhiều người thương em nữa. Rồi em cũng sợ cái vấn đề đó, em sợ người sợ ta có bầu. Với thứ hai nữa em sợ người ta không biết cái đạo đức này nọ, cái tiêu chuẩn em đó, em muốn có người ta có đạo đức nhưng mà em không biết cách nào đó để người ta truyền tải cái tiêu chí đó. Vậy bây giờ có còn sợ người ta có bầu nữa không? Thì bây giờ mình đã suy nghĩ chín chắn rồi, bây giờ nếu mà mình có cách để không có bầu đúng không? Mình có cách để không có bầu đúng không? Muốn có cách đó hỏi chị Lan, chị truyền kinh nghiệm cho. Không, bây giờ em là muốn có tiêu chí là người ta có đạo đức, có từ bi bác ái, là em biết cái thế nào để chọn lựa rồi. Là em đã vững vàng sẵn sàng có bầu luôn, sẵn sàng để có con. Tại em cũng mê con gái lắm, em thích có con gái. Dạ bây giờ hỏi nè. Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng của mình là ai? Là chị.
là chị vui vẻ, yêu đời, năng động, tích cực. Mà em coi sách tướng á, em coi sách tướng đó nha, những người mập mạp cái vòng mọc họ như là họ phì nhiêu á, là những người rất là giàu có, giàu lòng yêu thương. Vòng tại... một phì nhiêu, đúng rồi, giàu lòng yêu thương. Tôi chỉ có vòng hai phì nhiêu thôi, còn vòng một tôi không có. Hàng không, nhưng mà cái nụ cười nó cũng như vậy, tại vì em đọc những sách người ta nói vậy á. Rồi vòng hai sao em chỉ là cái chú tộc vòng một thôi, cái dung mạo vậy là cái tính tình như vậy họ rất là rộng rãi. Hàng không chi mấy ông hay đi tìm người yêu có vòng một bự. Đúng rồi, là tại... ta muốn vinh hoa phú quý. Đúng rồi, đúng rồi, vinh hoa phú quý. Nãy giờ em nghe ảnh nói chuyện thấy sao? Dạ em thấy ảnh vui quá. Vui. Thật ra với con người này á, người ta rất là thật tình á, chất phát, có gì có sao nói vậy thôi. Có anh này trong nhà chắc cũng vui lắm á. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm gì? Dạ thôi em không thích là đàn ông gia trưởng. Bên kia có gia trưởng không? Không hề. Thứ hai nữa là em không thích mấy mà bạn nam ít tóc. Ít tóc. Ít tóc. Chết dạ. Ít tóc là do tính xấu nhiều em ơi, chứ không có gì. Không, thôi tôi về đây. Chết. Cái này không có tóc. Trường hợp này tôi khó xử quá. Tóc tai nó liên quan gì tới tình yêu, tới cái chuyện ấy mà. Thì cái đó là tự nhiên hỏi người ta thích thì không thích, thì người ta thích gì, người ta nói đó, không thích gì người ta nói đó. Thì cũng thẳng thắn thiệt, nhưng mà thẳng quá mất lòng nhau, thẳng quá mất lòng nhau. Đâu có gì đâu mất lòng. Nhà trai tôi thấy tôi tự ái rồi đó. Đâu có gì đâu mất lòng. Nhà trai tôi đâu có ai nhiều tóc đâu. Mà cái người ít tóc á, người ta tình cảm lắm nha. Thậm chí có nhiều người là không có một cộng nào, nhưng tình yêu người ta dạt dào, người ta lo cho vợ cho con, người ta thành công trong công việc, được không em? Ví dụ không có cộng tóc nào đó. Dạ không có nào là không quen luôn anh. Không có nào là không quen luôn anh. Vậy hả? Dạ. Vậy em quen gì tóc hả? Dạ không phải, nhưng mà tại vì nó là phần hình đúng không em? Dạ, mình là... nhìn mình phải có mút mút đúng không? Dạ, dạ em bị ám ảnh mấy người bị hói á. Em bị ám ảnh mấy người bị hói á. Thì sao họ khó tính là sao em? Không phải khó tính mà là mấy người càng hối là càng dê hay sao? Là mấy người càng hối là càng dê hay sao? Ê bậy nha, bậy nha. Bậy nha, bậy nha. Cái này tôi phải phản ánh nha, không tôi phản ứng nha. Đừng có nói câu này đụng chạm nhiều người em. Không phải đâu. Đừng có nói mấy người càng hối càng dê, trời ơi. Anh tại vì cái người đầu tiên mà em gặp bị hối và rất là dê nên em... Tại cái người của em thôi. Tại em xui thôi. Thì giờ em biết là em xui, nhưng mà giờ nó ám ảnh luôn rồi, không bây bỏ giờ được. Là chị nói người em xóa ám ảnh đó, xin lỗi mấy người bị hối nha. Cái cô này bị ám ảnh thôi, chứ thật ra người bị hối ta tốt lắm em. Người bị hối không có dê nhiều đâu. Dê là tùy theo người em, chứ không phải nó liên quan tới tóc tai mà dê nha em. Phải coi cái máu chứ đừng coi cái tóc. Phải thử máu. Đừng thử tóc. Em không nghe chữ máu dê chứ ai đó nó có tóc dê đâu. Là ai là hối dê đâu. Tôi khuyên những người phụ nữ có suy nghĩ như bạn này, bỏ cái suy nghĩ đi. Đừng làm tổn thương đàn ông chúng tôi. Thôi cái đó mình trao đổi để hiểu nhau nhiều hơn thôi ha. Bây giờ thân đi. Đúng rồi, có lẽ giờ thôi. Nhà trai đi với ai? Dạ đi với hai đứa em gái. Biết ơn hai đứa đã lên từ Tiền Giang lên đây thăm anh. Trời, hai cô dễ thương quá ha. Em xin chào anh Nguyễn Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em tên là Linh, là em của anh Trung. Hôm nay em đến chương trình để cổ vũ anh em mau sớm lập gia đình và tìm một nửa hợp với vậy anh sau này. Em thấy chị dễ thương nè. Điềm đạm. Bù lại với anh em. Định hai người trang hòa cho nó dễ chứ. Điểm hỗ trợ cho nhau, bổ đúng trợ rồi, cho nhau đúng rồi, em. Dạ. Rồi em gái kế bên thấy được không em? Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan và toàn bộ ekip chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên Quyên, em là em họ của anh Trung. Em đến đây để cổ vũ cho anh Trung, là rất là hy vọng là chương trình là nhịp cầu nối để anh em được xe duyên và tìm được một nửa còn lại trong cuộc đời mình. Và về chị Yên thì em thấy chị rất là dễ thương, rất là hy vọng chị là người phụ nữ sau lưng anh em. Hay em quá. Thật ra bạn Yên này có gì dễ thương nha, xinh đẹp, cao ráo nha. Chỉ có ý nghĩ đó là anh nghĩ thay đổi thôi, còn cái gì cũng giữ nguyên đi. Yên đi với ai Yên? Dạ em nay em đi với mẹ em, sếp em và coi như là trừ hai em gái đó ra, toàn bộ đều là đồng nghiệp em hết. Trời ơi, đông vậy đó ha. Lực lượng đông đảo vậy đó.
chào MC Huyền Linh. Xin chào. Dạ, chào. Dạ, chào cô. Mình là mẹ của Mỹ Yên. Thì theo cái sự quan sát của cô á, thì thấy em trai bên đây là vui vẻ, hoạt bát, năng động, và có thể là như cái ý muốn của em là em muốn truyền cái năng lượng tích cực đến mọi người, thì thấy là có thể làm được. Cô cũng sẽ hy vọng là hai đứa sẽ có thời gian, có điều kiện để mà trao đổi với nhau. Nếu mà hợp thì cô thấy em trai bên đây cũng dễ thương, cũng thật thà, chất phác. Cô nói trong nhà vui lắm á. Mà đó là chính là cái đặc điểm nổi bật nhất của người miền Tây mình đó. Dạ. Chị có nói gì, chị là gì của Yên vậy? Dạ, em chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Chào bên đàn trai và các bạn trong trường quay. Em thì đến từ công ty Ga Bình Minh. Bình Minh ơi! Em thì làm quản lý trực tiếp của bé Yên. Bé Yên thì thực ra ở phía sau cái bề ngoài dịu dàng đắm thắm đó thì bé là một người rất là năng động, hoạt bát. Bé là một người sống rất là tình cảm và chân tình. Hôm nay thì tất cả team đều đến để ủng hộ bé và mong muốn là chương trình sẽ tìm được cho bé một ý trung nhân như đúng ý của em nó. Thì bạn trai ở bên này thì chị thấy là anh ấy rất là chân thành ấy. Còn lại những cái phần sau đó thì chắc để em tự quyết về em nắn, em nặn, em nhào gì đó cho anh, để anh thực hiện được cái ước mơ mà nãy giờ anh vẫn chia sẻ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn nhà gái, biết ơn nhà gái. Bây giờ mình mở rào. Đúng. Đầu tiên mình kiểm tra cái chế độ tóc tai của nó hợp không cái đã nha. Mở rào. Tấn công liền hay không? Dạ, dạ. Kiểm tra coi vòng 1 sao đó gì đó. Em chào em. Dạ, đầu tiên anh có món quà tặng em. Anh biết ơn em đã đến với chương trình em. Em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Em cũng chưa hết tuổi hả? Dạ, cảm ơn em nhiều. Dạ. Dạ, cảm ơn nữa. Mở có gì đó Trung. Trung mở có gì đó Trung. Dạ, cái này là cà vạt. À, nơ cà vạt. Nhưng mà anh, em nãy em nói anh đứng tóc quá, anh ngại quá. Không biết anh không, để... Anh thực ra là không phải là cái vấn đề là ít tóc, mà em chỉ sợ những người không có tóc thôi. Chứ ít như anh em vẫn không ý. Ít như anh em vẫn không ý. Anh nói là có tóc không có tóc quan trọng. Quan trọng là cái đạo đức của người đó như thế nào. Anh là người miền Tây, anh rất là yêu thương miền Tây, anh rất là hòa đồng. Thì mong rằng chúng mình có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Dạ, thì nói chung là em cũng là người miền Tây. Cho nên thành ra là nhìn anh á thì em cũng thấy rất là, nói chung là vui. Dạ, rồi. Dạ, cũng thương người, biết chia sẻ. À. Dạ, rồi cùng quê với mình nữa thì miền Tây với nhau dễ, mình dễ nói chuyện hơn. À. Dạ, cũng hy vọng là nếu mà qua chương trình này được á thì em cũng hy vọng là em có thể là cái nguồn cảm hứng cho anh. Okay. Để anh có thể là làm những điều mình thích mà bấy lâu nay anh đã không thể làm được. À. Em hỏi đi Trung. Chừng nào thì mình sẽ cho nhà trai bước tới? Thì giờ theo em là bao lâu mình mới cưới được em? Cái này thì nó không có nằm một cái thời gian cụ thể được. Có thể là 1-2 tháng sau, có thể là nửa năm sau, hoặc có thể là năm sau. Nói chung là mình cảm thấy mình sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân thì mình tiến tới thôi, chứ không có một cái dự định. Nhưng mà bây giờ cái nghề của anh là thực phẩm chức năng, là giúp đỡ mọi người có sức khỏe, em có thích cái lĩnh vực đó không? Tại vì cái đó là cái máu của anh hay là gì đấy rồi. Đó là như cái nguồn đam mê của là gì đó. Dạ thì em rất là tôn trọng cái niềm đam mê và sở thích của anh. À, cho rồi. Nên thành ra là thì giờ anh cứ giữ cái niềm đam mê của anh. À. Thì phải có đam mê thì mình mới làm được, tới đến tới được, chứ cũng không ai mà tự nhiên không mê không ấy mà có thể làm được. Bây giờ để cái hộp quà ở đây. Dạ. Bước tới nắm tay cô gái, hát bài đó tặng cô gái cái coi, hát bằng cả tấm lòng nha. Dạ. Nắm tay bằng cả tấm lòng người nào. Biết ơn em đã mang đến cho anh cả cuộc đời. Biết ơn em đã dành cả cuộc đời cho anh. Dạ xin hết. Bạn tại Trung. Dạ cảm ơn em nhiều. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì em thấy Yên là người thế nào? Rồi em mong muốn đi về Yên. Yên mạnh mẽ hơn chút, với lại ốm quá. Vậy ăn uống nhiều anh bồi bổ cho nó mập mập thêm xíu, năng động hơn xíu. Anh hy vọng là anh sẽ mang niềm vui cho em, và em cũng có thể là kích cái niềm cái nguồn năng lượng cho anh đó, nó bùng cháy trở lại. Anh cảm ơn em, anh biết ơn em đã đến với chương trình này. Đến. Rồi, chúng ta về vị trí đi các bạn. Mời hai bạn về vị trí.
Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương mà mình có thể đồng hành suốt cuộc đời hay không. Nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó cho nhau cơ hội, còn nếu không thì không cần bấm. Nhưng khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm từ trái tim các bạn nhé. Nào, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Đá bóng. Chúc mừng anh trai. Chúc mừng hai bạn. Trung Huyên, Trung Huyên. À, đấy, nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. À, sẵn đây xin phép mẹ của Yên cho tụi con hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Con hứa gì đó? Dạ, con biết ơn nhà gái, biết ơn mẹ, biết ơn các đồng nghiệp đã đến với chương trình, đã ủng hộ em, đã mang bạn gái đến với em. Em hứa sẽ mang nguồn năng lượng tích cực đến cho em gái đây, và mong rằng gia đình ủng hộ em để em làm điều đó, và mong rằng bạn này cũng ủng hộ ước mơ của em. Rồi, cuộc đời em cũng dang dở rất là nhiều rồi, thành ra em muốn hôm nay có một cái điều đó, cái bước để em đi lên, để em còn thực hiện cái sứ mệnh và cái ước mơ cuộc đời em. Dạ, em xin cảm ơn và biết ơn. Dễ thương. Rồi, thủ tục của chương trình. Anh xin phép được hôn em có đồng ý không? Dạ. Dạ, anh xin phép em. Cảm ơn em. Thấy cái phốn anh nhiều không? Cũng có. Xin mời nhà gái. Chào bạn gái. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, chúng ta hãy nghe phần giới thiệu của bạn gái nè. Chào chị Ngọc Lan, chào anh Nguyễn Linh. Xin chào. Chào khán giả trường quay. Em tên là Phùng Thị Trang, quê ở Bình Định. Hiện tại em đang ở quận 9 và em kinh doanh online. Năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 33 tuổi ạ. Mời em trai. Lời nói đầu tiên em xin phép chào tất cả toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Chào ekip chương trình và anh Cường Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan và bạn gái bên kia. Dạ, chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Văn Hoàng Hải. Em năm nay 34 tuổi. À. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 luôn. Quận 9 luôn hả? Dạ. Trời ơi, vậy chung quận luôn. Không chừng hồi kéo rào ra hai bạn. Hỏi đi, hỏi bạn bên đó coi quận ở chỗ nào, coi có gần nhau không? Em ở phường mấy em? Dạ em ở Sông Hành á, anh gần đó không ạ? Anh ở Lê Văn Việt chắc cũng gần. Sát bên đúng không? Bên, dạ. Vậy là khỏe rồi, có duyên nữa rồi. Hai bạn này mở rào ra cái thì biết nhau quá. Khi gặp luôn. Em trai làm gì ở Lê Văn Việt vậy? Dạ em làm bên sửa chữa ô tô anh. À em là sửa chữa luôn đúng không? Dạ. Ôi, nghề này ngon hot nha. Khuyến mãi cho, em khuyến mãi cho. Khuyến mãi ha. Dạ. Rồi bạn gái mình có ưu điểm gì nè? Em có ưu điểm là em hòa đồng, vui vẻ và có thể bắt chuyện với người lạ. Và em biết quan tâm yêu thương người bên cạnh và yêu thương ba mẹ của mình. Nhược điểm của em là em nóng tính nhưng mà em có thể kiềm chế được. Em không có đảm đang, với lại em không có đi xe được trong thành phố. Em sợ hay sao? Dạ em không biết đường, với lại nó mất thời gian của em quá. Chứ bình thường em di chuyển bằng gì? Dạ em đi Grab. Trời ơi. Thôi hy vọng là sau chương trình này em sẽ có người đưa đón em đi. Dạ em cảm ơn. Bên đây ta sửa xe, ta mượn xe, ta lấy xe, ta đưa đi có gì đâu. Nhiều khi dạ. Ta có xe rồi chưa biết nữa. Ha em trai ha. Dạ. Rồi bây giờ em cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là người rất là mạnh mẽ và em có tính tự lập từ nhỏ rồi. Lập cao lắm. Là em có thể tự, cho nên là tự lập nên em có thể nấu cơm hay là giặt đồ hay là mọi vấn đề trong cuộc sống là tự em tự túc hết. Tốt. Em sống ở quận 9 với ai? Em đang ở trong cửa hàng của em luôn. Cửa hàng đó của em luôn? Không, của người ta nhưng mà em ở đó em quản lý, em trông coi. Quản lý luôn đúng không? Vừa dạ. Quản lý luôn. Dạ. Vậy là khỏe rồi. Gia đình em ở đâu? Em ở Bình Phước, ba mẹ em ở Bình Phước. Giờ em còn mẹ thôi, ba thì mất. Còn mình mẹ ở Bình Phước, anh chị em thế nào? Em có đứa em trai với đứa em gái nữa. Là ở Bình Phước luôn hả? Dạ em gái đang ở thành phố nhưng bữa nay nó bận nên nó không có đi chung. Vậy là hai anh em ở thành phố. Dạ. Rồi, bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên của mình đi cho nhà gái nghe đi. Cái đường tình duyên thì em thì từ thời trẻ giờ em ít có mối quan hệ yêu đương lắm. Hồi đó hồi thanh niên 21 em có quen mối tình.
xong rồi bận anh quen cả năm á, thời đó còn vô tư lắm, thanh niên mà ít có quan tâm đến bạn gái á, với là cũng chỉ lo đi học nghề làm vậy thôi chứ không có bận, chưa có sự nghiệp tiền bạc gì, nhà em cũng nghèo. Thì thấy không hợp quan điểm thì thôi bạn chia tay. Thì em làm tới tới năm 2016 á, thì em quen 2015 em quen là em có một lần đổ vỡ rồi. Em có vợ rồi, em có gia đình rồi. Dạ. Em quen một người đó, vợ cũ em á. Xong rồi tới 2016 thì đám cưới. Thì hồi đó theo em cái quan điểm thì như người ta hay nói là yêu đương loạn quạng á, nó cũng phải là lớn, cũng phải là nhỏ. Nó cũng chưa tầm 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 đó thì nếu mà cái sự cố gắng mà của em và vợ cũ em, nếu mà hai người cùng cố gắng thì có thể xây dựng nó lên bậc cao hơn được. Nhưng mà vì yêu đương nó tình cảm nó chưa đến lớn. Mỗi người có lơi vậy rồi. Quen nhau bao lâu thì cưới? Cũng một năm anh. Một năm rồi ở nhau bao lâu? 4-5 năm á. 4-5 năm. Dạ, 4 có năm. Mấy cháu rồi? Em có một cháu 4 tuổi thôi. Trai hay gái? Dạ con gái. 4-5 năm quen nhau cũng 1 năm nữa là cũng 5-6 năm rồi. Dạ. Vậy thì cuối cùng là tình yêu không đủ lớn để có thể giữ lại cái cuộc hôn nhân đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là vậy nguyên nhân đó. Rồi hai vợ chồng ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2020. 20 năm nay 2 năm rồi. Dạ. Rồi con ai nuôi? Con thì còn nhỏ ở với mẹ. Ở với mẹ. Mẹ ở gần quận 9 không? Ở Bình Thạnh á. Bình Thạnh. Bao lâu mới gặp con lần? Em hơn gần 2 năm này em không được gặp. Sao vậy? Tại vì thứ nhất là dịch bệnh, vừa rồi là nguyên nhân khách quan là dịch bệnh, rồi sau này mẹ nó dặn mà cũng cắt liên lạc rồi á, em không có liên lạc được. Thôi cố gắng liên lạc gặp con ha. Thôi đó là cái tình trạng của bên nhà trai đó. Nhà gái mình thấy làm sao cơ? Dạ thì em thấy thời hôm nay người ta có gia đình và người ta chia tay là bình thường. Không có gây cho em một cái gọi là một cái khó khăn gì hết đúng không? Dạ. Rồi vậy thì đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ đường tình duyên của em thì em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên cũng không có gì cả. Thì mối tình thứ hai của em là người chồng của em cưới năm cuối 2013 đầu 2014. Và cưới khoảng vài ngày tới ngày Tết là có chuyện nên là sau đó là ly thân. Và sau đó ly thân trong một thời gian dài là 5-6 năm rồi thì em mới bắt đầu ly dị. Nhưng tại vì là em nghĩ là em không có đi bước nữa cho nên em bỏ luôn, em không có làm giấy tờ. Thì gần đây thì em muốn tìm bạn bạn đời cho nên là em bắt mới làm giấy tờ ly dị vào năm ngoái. Sao mà nó trung chuyên quá vậy em? Bên kia cũng đã ly hôn. Dạ thì chắc là anh còn ăn chơi á, cờ bạc với lại cá độ á. Cưới nhau xong rồi em mới phát hiện ra hả? Dạ tại vì hồi đó thì mình mới ra trường thôi, còn non nếm mình không có biết là người ta ăn chơi như vậy thì mình chỉ biết là người ta đối với mình tốt thôi chứ còn người ta ăn chơi thì mình cũng đâu có biết ạ. Thôi coi như là số mệnh đi ha, mình không có người thứ ba mà nói. Nhiều gần khi 9 tuổi rồi chị. Ta không hay nha. Thì dĩ nhiên là chúng ta nói về một cái người vắng mặt thì nó là cái điều không tốt. Đúng rồi. Nhưng mà thôi mình cũng phải đối diện với nó. Bên đây là có một em bé gần 9 tuổi rồi. 9 tuổi. Ly hôn lâu chưa? Dạ em mới ly hôn năm ngoái nhưng mà em ra bạn này là ly thân là 5-6 năm rồi và bạn cũng không có ý định tái hôn nên bạn cũng không có làm giấy tờ. Để giấy tờ như vậy luôn nhưng mà bây giờ thì bạn mới quyết định là bạn sống cuộc đời của bạn nên là bạn mới bắt đầu làm giấy tờ từ năm ngoái và đã hoàn tất rồi. Tức là về mặt gái sống với ai? Dạ bé sống với em nhưng mà em bận công việc nên em gửi ngoại. Dạ con gửi bà ngoại ha. Dạ thôi, ra có bà ngoại là tuyệt vời. Dạ mỗi rồi. Người đã lỡ một chuyến đò thôi, giờ mình kiếm chiếc đò nào mình đi chung cho nó chắc chắn chút xíu nha. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào em nói cho chị biết rồi. Dạ hình mẫu lý tưởng của em thì em cũng không có một tiêu chuẩn gì cả nhưng mà là người đó là dễ nhìn một xíu, với lại em cũng không cần cao hay thấp nhưng mà em cần người ta là biết yêu thương người bên cạnh này, biết bao dung với một người phụ nữ đơn thân này, và có công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, yêu thương bản thân để mà yêu thương người bên cạnh nhiều hơn. Với lại là bạn ấy lãng mạn một xíu tại vì em không thích người khô khan. Yêu thương bao dung lãng mạn chút được không em trai? Em lãng mạn lắm anh. Em lãng mạn lắm hả? Rồi có điều gì em không thích ở đàn ông không?
Dạ em không thích hút thuốc, nhậu nhạt. Nhậu thì cũng được nhưng mà đừng có quá lắm. Hút thuốc em... có không? Có hút thuốc anh. Có hả? Nhiều không? Cũng ngày cũng nửa gói. Giờ bỏ được không? Hiện tại thì em chưa có suy nghĩ là bỏ nó. Nhưng mà sau này thì mình tùy vào cái trường hợp. Ví dụ như thời điểm hồi xưa em có con em cũng bỏ. Không phải là bỏ vì gì nhưng mà mình hút thì nó ảnh hưởng thì nên em không hút nữa. Đúng rồi, giờ mai mốt ví dụ như có bà mà không chịu được phải bỏ đó. Dạ. Và mình muốn tìm một một nửa của mình như thế nào? Cái người phụ nữ của em á là em muốn gắn bó lâu dài. Là về ngoại hình em không quan trọng, về học vấn em không quan trọng, về tài chính hay tiền bạc cũng không quan trọng vấn đề đó. Nhưng mà cái quan trọng của em á là người phụ nữ phải có đạo đức, có cái tâm tốt thì mới đi với em đến dài được. Thì em sống nặng tình cảm lắm, với là rồi. Thường thì một người mà có đạo đức, có tâm tốt thì người ta có những cái thứ khác tốt hơn nhiều rồi, cho nên mình cũng không. Rồi, để chút coi hai bạn gặp nhau coi thế nào thôi. Chứ tôi thấy bạn gái chào rất là xinh lên. Luôn đó nha. Chào nhà trai. Xinh xinh đẹp luôn. Ta thường nói là phụ nữ gọi gái là một con đó. Hồng nhan bạc phận. Gái một con. Trong mòn con mắt. Gái một mắt nhìn có một con. Tụt mút luôn. Chơi vui thôi. Thật ra là gái con hay gái hai con gì cũng quan trọng. Quan trọng là cái tâm hồn của người ta thôi, đẹp là được rồi, đúng không? Thí dụ như bây giờ muốn tái hôn á. Dạ. Thì em có muốn liền không? Năm, hai năm có tiêu chí gì không? Dạ, em muốn trong năm nay. Tại vì là em thấy dần ngọ tốt tam hợp thì em thấy em hợp với năm nay. Năm nay. Bên năm nay đó, năm nay đó mình có nhắm được không? Quan điểm của em thì ví dụ mà 2 tháng sau vẫn được, hoặc là 2 năm sau cũng được, nhưng mà nó tùy vào cái tình cảm của hai người, với sự hiểu biết mà mình cảm thấy nó chín chắn. Anh bảo đảm em gặp cô gái là có tình cảm ngay, một phù hợp với mình đó, tại vì hôn nhân là nó đi đến trọn đời lắm. Như em một lần với bạn kia cũng một lần rồi, cho nên em thực sự là để mà chia tay một cuộc hôn nhân nó đau đớn chứ. Cho nên là em không muốn mà nó xảy ra thêm một lần nữa. Nên em muốn phải đúng rồi. Mình phải thấu hiểu được. Bạn trai suy nghĩ như vậy cũng tốt. Lỡ một lần rồi không muốn có lần nào nữa, lần này phải chắc chắn luôn. Dạ. Đó. Vậy là bạn đó cũng gọi là chững chạc rồi đó. Đúng rồi. Ha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Em bạn trai đi với ai cơ? Em đi một mình tại vì dịch giáo bây giờ nó có lý do công việc đột xuất á. Có đứa em sao? Gái mà em gái bận rồi. Rồi. Yên tâm ngày cưới nó sẽ có mặt. Mình đi với ai em? Dạ em đi một mình. Một mình luôn đúng không? Dạ. Ở Bình Định là ở đâu? Dạ em ở Bồng Sơn. À ở Bồng Sơn. Dạ. Rồi. Như vậy mình mở rào cho đúng hai rồi. Bạn gặp thôi. Mở rào. Anh nghĩ là các bạn đủ để các bạn có thể quyết định cuộc đời của mình rồi đó ha. Nào bắt đầu đi. Dạ cảm ơn anh. Em có một món quà tặng anh, đây là cái máy rửa mặt. Em muốn anh lúc nào cũng sạch sẽ và trái tim em cũng lúc nào cũng màu hồng như vậy. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ mình đối diện với nhau, mình nói chuyện đi nào. Cảm nhận về nhau như thế nào? Thì nói chung là bận nữ thì em mới gặp thế cũng xinh. Mà em nói ở Bình Định em ở huyện nào? Em ở huyện Hoài Nhơn. Có cái trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Trong chương trình anh không ghi là muốn quen bạn gái hoặc người ở Bình Định, nhưng thực sự trong lòng anh rất thích Bình Định. Anh là người quê gốc ở đâu ạ? Anh gốc ở ba mẹ ở Huế nhưng anh sinh ra ở Bình Phước á. À dạ. Vì sao anh thích người phụ nữ Bình Định? Thì anh có mối duyên là anh có những người bạn ở ngoài Bình Định á. Dạ. Ngày xưa anh ra anh mở quán cà phê ngoài Quy Nhơn á. Dạ. Thì anh ở ngoài đó anh thấy cái con người vào đó người ta chung là quá chất phác mà quá hiền, quá dễ thương quá. Đúng rồi, người Bình Định thật thà chất phác, Bình Định tốt lắm em ơi. Mà người ta thẳng anh tính lắm. Anh cũng rất mê Bình Định luôn. Thẳng tính. Nên... Nếu như em thích độc lập, em thích tự do, em không muốn làm dâu thì sao ạ? Thì đối với anh thì cái đó cũng bình thường, cũng được. Tại vì anh cũng ở Sài Gòn, anh lập nghiệp ở đây. Dạ. Có một mình à. Ba mẹ anh đang ở Huế hay sao ạ? Đang ở Bình Phước, mẹ anh ở Bình Phước. À. Thì anh cũng không có xác định về Bình Phước ở, cho nên là nói chung mọi người ai mà lấy anh thì cũng chỉ ở với anh thôi. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Quan điểm của em về cái cuộc hôn nhân á, về tình yêu mà sắp tới nè. Ví dụ như em với anh mà có quen lâu dài hay kết hôn, thì quan điểm của em là mình làm như thế nào để mình xây dựng cái hôn nhân nó bền vững được? Em không có nói chuẩn về cái quan điểm của em, nhưng mà em muốn là một người đàn ông của em á, biết yêu thương, biết bao dung, lãng mạn. Chứ em không có muốn người khô khan. Nói chung nhà này phải có nắp.
có đổ cái nắp như thế nào mới được. Em không biết cái nắp đối với anh là như thế nào, chứ đối với em là cái nắp của em nó hơi bị cao. Mà cái nắp đó là ai? Ai là nắp? Dạ em chứ. À, tôi thấy ông Mai tôi bên đó hơi e dè đúng không? Thật ra thì chị chia sẻ với em như thế này nè. Cái câu chuyện mà hai bạn sẽ tìm hiểu nhau đó, nó sẽ là nằm ở cái thời gian nó lâu dài ở phía sau này nữa, chứ không phải là ở trên sân khấu này. Trên sân khấu này chúng ta chỉ có thể nói với nhau sơ bộ về tính cách của nhau thôi, để coi chúng ta có bấm nút hay không. Chị nghĩ nếu như em muốn có một cái gia đình mà nó như em mong muốn, em muốn có một cái cuộc sống nó bình yên á, thì mình nên hạ cái tôi mình xuống một tí xíu để nó hòa nhập với những cái người chung quanh mình nữa. Thì theo lúc nào nhà có nóc, lúc bão có nóc cũng khó lắm á. Nhà là phải có nóc, nhưng cái nóc đó mình phải uyển chuyển làm sao để mình bảo vệ được cái nóc của chính bản thân mình. Chị đã từng trải qua những cái chuyện này rồi. Chị đã từng banh nóc chứ. Ai? Đó là thật ra cô gái đó là chân thật cô, cứ nói hết những cái gì mình ấy đi. Rồi còn cái gì nữa không nè? Bây giờ hai người cứ nói chuyện thoải mái. Bây giờ hai bạn đã đủ lông, đủ lông, đủ cánh rồi đó. Trưởng thành hết trưởng rồi. Trưởng thành hết rồi, đã một đã lần từng đổ vỡ rồi. Thành ra phải nói thật với nhau tất cả mọi thứ, không có giấu gì với nhau. Như tính cách cô này em rất thích nè. Cô nói rất là thẳng, nhưng mà dĩ nhiên có những cái mình chia. Dạ. Chị đứng ở cái vị trí này thì chị cũng rất là muốn chia sẻ với em, bởi vì chị sợ sau sân khấu chị sẽ không còn gặp em để chia sẻ cái việc này. Nói thôi chứ không đến mức gì đâu. Nhìn em gái không đến mức gì đâu. Bởi vì mình nãy mới hỏi là nó giỡn hay là không, nói thiệt đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy đâu, đúng không em gái? Dạ. Không, nhiều khi bà nhỏ bé quá nên bà phải xù lông trước. Bà phải làm trước vậy đó cho người ta sợ. Nhưng mà thật ra anh nói em trai nãy giờ á, là bạn gái nói em có sợ gì không? Không, em không sợ gì hết. Bản lĩnh đàn ông có gì đâu sợ. Em bản lĩnh mạnh lắm. Em biết sao không? Em đủ bản lĩnh á thì em sẽ lay chuyển được cô này. Dạ. Nhiều khi cô này á, ngày xưa cổ kiểu giống như là cổ tổn thương nhiều, thì đâm ra là cổ phải tự bảo vệ bản thân cổ xù lông ra, cổ phải tự nói như vậy đó. Anh chịu không chịu thôi, chứ cái tính tôi nhất định là tôi sẽ như vậy, chứ tôi không nhường nhịn như ngày xưa nữa. Dạ. Kiểu vậy. Nhưng nếu như em mà đủ bản lĩnh, em sẽ thu phục cô gái này về trong vòng tay của em một cách dễ dàng. Rồi bây giờ mình giải quyết cái chuyện này mới quan trọng nè. Hả? Bây giờ là thí dụ hai đứa đến với nhau. Yeah. Thì em phải lo luôn cô con gái cho cái đó em hiểu rồi. Thì quan điểm của em vậy này. Ừ. Tại vì ai cũng có con hết rồi mà anh. Ừ. Thì tất nhiên ví dụ mình muốn mà người phụ nữ của em á, người vợ của em á, mà yêu thương con riêng của em, thì ví dụ đầu tiên em phải yêu thương con người đó trước, là cái đó liệu chắc chắn ai cũng vậy thôi. Ừ. Thì nhưng mà với em thì cho dù là không có yêu thì em vẫn thương con. Ví dụ người ngoài hàng xóm em vẫn thương được mà. Ừ. Em sống nặng tình cảm rồi. Cho nên về tình cảm là em rất là vậy thì tốt. Tại vì con của bạn này á, là mẹ không có cho gặp nữa ha. À, thật ra nếu mà như vậy thì có đứa con gái này cũng rất là dễ thương. Đúng rồi. Dạ. Và mình cũng muốn sinh thêm một đứa nữa không? Thí dụ có, em muốn có điều kiện em sinh nhiều đứa luôn đó chứ. Con muốn sinh thêm đứa nữa không? Dạ em chỉ sinh thêm một thôi ạ. Ừ, một thôi. Quan điểm cũng rõ ràng. Ừ, bạn một. Này rất rõ ràng á. Ừ. Bây giờ chị hỏi cái này nó cũng quan trọng không kém. Đó là em đã chuẩn bị gì cho một cái đám cưới sắp tới, cái cuộc sống của bản thân em, của vợ em. Ừ. Về cuộc sống thì về cái mức lương hay thu nhập hay công việc của em thì nó ổn định rồi. Thì còn đám cưới thì em trả lời theo quan điểm thì cứ đám cưới thì cứ tổ chức thôi, thì có tiền. Nhà cửa như thế nào? Không, nhà bây giờ em chưa có nhà. Chắc là phải ở trọ ở Sài Gòn. Ừ. Ở Sài Gòn thì thực sự khi là... nào mua được nhà? Nếu mà dự định của em mua nhà ở Sài Gòn chắc phải tầm 3-4 năm nữa mới mua được. Có dự định rồi. Là tốt rồi. Giá nữa. Đúng rồi, có dự định là thật ra không cần phải em ở Sài Gòn đâu, em ở mấy cái vùng ven cũng được. Quận ven Sài Gòn là đúng cũng rồi. Tốt mà. Ở đâu chúng ta cũng sống được hết. Miễn sao chúng ta yêu thương nhau là đúng. Được rồi. Có khi về Bình Định mở luôn, em thích ở Bình Định. Đây ta muốn lập nghiệp Sài Gòn ông ơi. Về Bình Định cũng tốt, Bình Định giờ phát triển. Quy Nhơn giờ đang sống. Trời, Quy Nhơn giờ về đó ăn bánh hỏi lòng heo có ngon không? Trời ơi, ché chiếc ngon quá chứ. Về đó có rượu bồ đá ngon. Nói tóm lại là ở đâu cũng được hết. Đúng rồi, em qua điểm em. Vấn đề ở đâu mình có tiền là mình ở thôi. Dạ. Đừng có phân biệt ở đâu hết trơn. Dạ. Mà anh thấy Bình Định Quy Nhơn giờ cũng đang phát triển dữ dội lắm không sao. Đó. Chúng ta đã tỏ rõ những quan điểm đó rồi. Bây giờ thế này, em muốn gì, em suy nghĩ gì về người đối diện của em, em phải bước tới em nói điều đó. Rồi, này, nói cho người ấy biết suy nghĩ của mình. Nắm tay bạn ấy. Quyết mạnh mẽ lên nào, lãng mạn lên nào, bạn ấy thích lãng mạn đó. Thì anh chỉ muốn nói với em vậy nè.
nắm hai tay. Mình đến cái chương trình này là nó có là cái duyên rồi. Còn mình mà để mà mình đi đến được với nhau hay không á, người ta hay kêu là cái phận. Nhưng mà theo anh không, đó không phải là phận, mà đó là sự cố gắng của hai người. Mình muốn đến được 10 năm thì mình cố gắng nhiêu đó, mình đến 50 năm mình cố gắng nhiều hơn nữa. Thì anh hy vọng là trong chương trình này nó ngắn một cái thời gian lắm, thì mình cho nhau cơ hội mình tìm hiểu. Thì để mà biết đâu lỡ sau này anh đưa em vào một cái ngôi nhà mà nó hạnh phúc nhất thì sao. Hay. Mình không thể nào biết trước được, nhưng mình phải cho mình một cơ hội. Chứ mà lỡ mình để vụt mất thì nó cũng phí cái cơ hội đời mình. Dạ. Thì anh hy vọng là vậy. Dạ. Hát một bài cho lãng mạn nào. Em thích một người đàn ông hát hay nên anh cứ hát hay đi. Lỡ đó anh làm đổ em thì sao? Đó. Anh xin hát một đoạn bài các khúc buồn của anh đi. Hãy tay anh ôm sương rồng rất đau. Buồn quá buồn rồi. Đổi vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Chừng anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn siết ngăn từng cơn em hơi, đôi bao nước mắt để được bình yên bên em. Sau bao lâu quen tối nay mình anh lê bước, anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra. Hay mà. Thôi xin hết ạ. À. Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra mà không chịu ôm người ta một cái. Về chỗ ngồi đi. À, thật ra thế này, anh thấy bạn trai cũng là một người chân thành. Đúng hả? Bạn trai cũng là một người quyết liệt. Một người có thể đủ bờ vai để chúng ta nương tựa. Cô một này, người... cô này cũng rất là giống tôi. Cô này cá tính đó. Cổ là con chim sợ cành cong, cho nên là bây giờ bước tới một cái cuộc sống mới với một người mới, cổ sẽ đưa ra những cái quy định cho bản thân cổ để cổ không phải lặp lại những cái chuyện cũ ngày xưa, cho nó an toàn. Cổ chọn một cái giải pháp an toàn, cho nên cổ đưa ra vậy đó, ai chịu thì tới, còn không chịu thì thôi. Nhưng khi mà đã thuyết phục được cô này rồi thì cổ sẽ rất là nhanh chóng ngã vào vòng tay của người đàn ông thôi. Nào, rất là tội nghiệp. Hai người suy nghĩ cho nó kỹ. Bởi chúng ta đã đổ vỡ một lần rồi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, xem. Ồ, em gái không bấm. Tại sao vậy em? Dạ, em chưa đủ tự tin với mối tình này. Chưa đủ tự tin về vấn đề gì? Sao thấy anh mong manh quá. Mong manh dễ vỡ hả? Không có mong manh đâu, tại vì em ấy chưa thể hiện thôi. Dạ. Thật ra anh ấy cũng mạnh mẽ đó, nhưng mà hình như trước em anh hơi nhút nhát chút xíu. Đúng không em trai? Em người cực kỳ mạnh luôn anh. Cực kỳ mạnh, bản lĩnh lắm đó. Em sợ những lúc bão giông anh lo anh chạy mất. Không chạy đâu. Con người có, này cũng có phải chạy là đâu. Do em không có niềm tin vào bản thân em không? Dạ em không tin rằng là mình sẽ có được một cái câu chuyện hạnh phúc ở tương lai, đúng không? Dạ. Em không tin điều đó hả? Dạ. Thật ra đó là một điều rất là tội nghiệp. Đúng. Ra người ta đã bị một lần tổn thương rồi, họ không muốn bị tổn thương nữa, nên họ có thể làm những cái rào cản xung quanh mình rất là kỹ. Em có quá nhiều rào cản cho chính bản thân của em. Trong cái câu chuyện em chia sẻ, những cái suy nghĩ của em chia sẻ, chị nhận thấy được điều đó. Không sao. Bởi vì em, nó chính là bản thân chị. Cuộc sống còn rất là nhiều người có thể hợp với em. Dạ. Hôm nay trên sóng truyền hình sẽ có hàng triệu người xem. Biết đâu họ sẽ bấm cái nút đó cho em. Dạ. Liên lạc với chương trình. Không sao đâu. Dạ. Có rất nhiều cô gái cũng sẽ bấm nút cho em. Bởi vì em cũng là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng cố gắng mình thể hiện ra bên ngoài chút xíu. Vậy thôi. Thật ra phụ nữ muốn nghe, muốn nhìn ha? Nên thể hiện ra chút xíu. Anh tin rằng em sẽ làm được điều đó. Dạ. Một chàng trai cũng mạnh mẽ lắm nha. Cuộc sống không ai chọn cho mình một cái khó khăn vất vả, những cái nỗi buồn đâu, nhưng mà thôi đó là số mệnh rồi. Cố gắng chúng ta xóa đi những cái số mệnh đó, chúng ta cố gắng làm lại từ đầu để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Dạ. Chúc hai bạn sẽ luôn luôn gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình và hạnh phúc mãi mãi.